Xin chào tất cả mọi người, mình xin giới thiệu với cả nhà một số quần áo của shop áo tràm Hà Trung. Thì mình đã có một số bài đăng ở trên Facebook về việc may, thiết kế và bán áo tràm của dân tộc Thái, gồm có đồ truyền thống và đồ cách tân. Mình chỉ làm trang phục Thái bằng cái chất liệu vải tràm thôi. Còn mình không bán các cái loại áo Thái mà bằng các chất liệu khác và nhiều màu khác, chủ yếu chỉ là áo tràm màu đen thôi ạ. Thì xin giới thiệu với cả nhà, đây là áo tràm nam cách tân. Ban đầu thì Hà Trung chỉ định là thiết kế cho bản thân mình mặc thôi, nhưng mà sau đấy thì có nhiều người rất là thích mấy cái mẫu này, cho nên là ngỏ ý muốn mua, cho nên là mình cũng may để cho mọi người có thể mua được. Đây là áo tràm ngắn này, có thiết kế thêm một chút hoa văn. Đây là hoa văn thêu bằng chỉ tơ tằm, là cái họa tiết trên khăn piêu, nhưng mà không phải là lấy từ khăn piêu ra đâu nhé, mà mình đã nhờ người thêu riêng cái bông hoa này và thêm một chút cái đường của piêu, của sau piêu đây. Còn áo tràm này thì hoàn toàn là may giống của cổ truyền, không có cách tân gì cả. Thêm một chút gọi là họa tiết để cho thêm có điểm nhấn thôi. Thế còn năm ngoái thì mình có làm cũng là loại áo tràm ngắn này, nhưng mà có thêm cổ như thế này. Cái cổ này thì là cũng lấy ý tưởng từ những cái hoa văn ở trên khăn piêu và mình đưa vào cổ áo. Thì năm ngoái là có cái cổ áo thêm hoa văn này, còn năm nay thì mình làm thì không có. Nếu mà bạn nào, anh nào muốn có cái họa tiết này thì sau Tết mình sẽ lại tiếp tục làm. Đấy, thì cái hoa văn này, hoa văn hình thoi này, hình lá cây nhưng mà xếp thành hình thoi rất là đẹp. Ngoài ra thì cũng có cả những cái áo truyền thống mà không có cách tân gì cả, màu đen không. Đây là ba cái loại áo ngắn. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cả nhà mình áo dài. Áo dài của nam, đây là cái áo dài cách tân của nam, có một chút họa tiết ở phần cánh tay và phần phía vạt áo. Thế thì còn ở cổ thì năm ngoái mình cũng cho thêm một chút ở cổ, nhưng mình thấy rằng là tùy mọi người, nếu ai thích thì mình có thể cho thêm ở chỗ ngực này. Còn mình thì mình nghĩ là để đen như này thì đẹp hơn, nó hài hòa hơn, nhiều chi tiết quá thì nó cũng bị rườm rà. Thế còn ở cái áo cách tân này thì về cái phần thiết kế về áo và hoa văn thì giống hệt nhau, nhưng mà mình có thêm một chút, đấy là đây là hoa văn phía dưới nhé, hoa văn ở tà áo chỉ có một chút xíu như này thôi. Và mình có thêm một chút cái dây chuyền để ở chỗ ngực này, nó cũng là thay cho cái mà đóng cúc ấy. Thế ngoài ra thì mình cũng có cái áo lễ cổ truyền gọi là nguyên bản, không có cách tân thêm gì. Thì cái áo này là cúc của nó là bằng cúc vải, giống như là cúc của áo ngắn. Đấy, và may rất là tinh tế bằng vải cúc tràm. Cúc của nó thì cũng tết hình đầu ruồi. Đó, và tất cả các cái áo của mình làm thì đều bằng vải tràm rất đẹp. Nghĩa là vải tràm mà đẹp ý, thì nó không phải là chỉ có màu đen đâu, mà nó sẽ có cái màu mà nó hơi ánh đỏ lên ý, thì đúng là chuẩn bạch vải tràm đấy ạ. Thế và đây chính là những cái hoa văn họa tiết mà mình để đưa vào áo. Màu đợt này thì cái bác mà thêu cho mình ấy, bác ấy chọn màu tươi hơn. Thế còn đợt trước kia thì màu chỉ tơ tằm thì nó hơi trầm. Màu tươi hơn thì các màu xanh lá với cả đỏ hồng này nó tươi hơn một chút. Đây nó có những cái mảnh vải nhỏ như này, thêu liền vào nhau, xong sau đó thì mình sẽ cắt từng cái ô này ra và đưa vào trong cái áo của mình muốn đưa vào vị trí nào.
Nhưng mà cơ bản thì mình sẽ chỉ đưa vào điểm một số cái vị trí cho nó đẹp thôi, chứ không có đưa nhiều quá. Còn đây là cái khăn mà ngày xưa ấy, thì các ông hay dùng để là thay cho cái khăn tay hoặc là cái khăn mà vắt ở vai ấy. Đi hội hay là đi uống rượu, có hội hè gì đó thì thường là vắt ở vai, sau đấy thì có thể lau mồ hôi chẳng hạn, như thế thấm mồ hôi. Đây là cái khăn khăn tay của đàn ông, và ở đây thì có thêu hoa văn hình cây rất là đẹp. Cái này thì có cả hai mẫu, mẫu này thì màu tươi hơn, còn có một mẫu màu trầm hơn một chút. Còn đây là khăn của người Lào Lự, thì nó cũng cùng dạng với cái khăn này của người Thái mình. Còn đây là cái khăn giống như ở mình quấn cho anh Manakanh ấy. Nó chính là cái khăn của Nam, người Thái gọi là khăn pau. Đấy, khăn pau này thì nó đen không thôi, là một cái sải vải, xong là gập bún vào, sau đó thì mình quấn quanh đầu. Đây nó chính là cái mũ của cái anh, cái khăn của cái anh này đây, đây như này. Còn là cái túi đi, cái túi này, túi thổ cẩm này thì là cái túi mà được làm theo cái phong cách của người Thái ở Tân Uyên nhà mình. Còn ở bên các chỗ khác như ở Sơn La, Điện Biên thì mọi người hay làm bằng vải khít màu đỏ hơn. Còn ở Tân Uyên thì làm bằng vải dệt như này. Đấy là các cái còn đây nữa. Nghĩa là có một số anh ấy thì khi mà mua áo chàm thì hay hỏi là có quần không. Thì thường thường ấy thì bây giờ thanh niên mà mặc quần áo truyền thống này thì họ cũng không hay mặc quần mấy đâu. Họ hay mặc cái quần Âu màu đen. Nhưng mà mình cũng vẫn làm sẵn là các cái quần bằng vải chàm và có cạp bằng chun, rất là tiện lợi để mặc. Còn trước đây thì là cái ống quần nó rộng hơn, và cái đũng của nó là đũng thụng rất là to, và ở trên cái cạp quần thì sẽ quấn lại và dùng dây để buộc, nhưng mà như vậy thì nó cũng hơi bất tiện. Đấy, thì đấy là các cái trang phục của nam. Thế còn đối với nữ thì mình chủ yếu sẽ là làm áo cỏm của nữ và một số áo lễ. Đấy, thì áo cỏm của nữ thì mình có hai loại. Giống như của chị này mặc này. Thì là đây là áo cỏm truyền thống thôi, màu đen, vải chàm. Nhưng mà cái chỗ nẹp của nó là mình làm bằng vải con công. Đấy, thế còn kiểu thứ hai đấy là nẹp của nó là làm bằng vải màu xanh lá cây. Đấy, vòng cổ thì có hai loại. Vòng cổ giống truyền thống thì nó có hình đầu rồng như thế này. Đấy, đây là vòng cổ truyền thống. Thế thì còn vòng cổ mà cách tân hiện đại hơn thì là vòng cổ bằng nhôm như này, rất là nhẹ. Bạn nào thích kiểu nào thì cũng có. Còn váy thì mình có nhiều loại váy. Có loại váy bằng cái đầu màu trắng như này là, và cái vải của nó là vải thô. Ngoài ra thì còn có rất nhiều váy khác. Đây là cái áo lễ, người Thái gọi là sửa hy, sửa trai. Đấy, tại sao gọi là sửa trai thì chắc là nó là đầu, ban đầu ấy thì nó là áo của đàn ông. Cái áo này thì nó có lịch sử từ lâu rồi, nhưng mà mình nghĩ là nó là làm thiết kế theo kiểu của áo dài của dân tộc Việt. Còn đây là áo lễ, một áo lễ nữa của Thái đen. Đấy, gọi là sửa pét tông hoặc là sửa co lỏng thì cũng là nó luôn. Áo này là áo lễ mà hình như là bây giờ thì rất là ít dùng rồi, chỉ dùng trong việc hiếu hỉ thôi, việc hỉ hiếu.
Thế còn tiếp theo thì sẽ giới thiệu với cả nhà, đây là áo của Thái Trắng. Nhưng mà mình cũng giới thiệu, nếu mà bạn nào có mong muốn mua thì mình giới thiệu thôi. Còn mình sẽ không chuyên may áo Thái Trắng này. Giới thiệu có một số bạn ở bên Tân Uyên hay là ở bên Sơn La may rất là đẹp. Rất nhiều loại áo cỏm hiện đại này. Đấy. Đây là áo trắng cổ V, nền màu đen. Đây cũng vậy, nhưng mà ở phần phía dưới của nó thì là mình kết hợp với bưởng của Thái Trắng Mường Cang. Còn đây là áo lễ của Thái Trắng này. Áo lễ của Thái Trắng thì bao giờ Thái Trắng cũng sẽ, nếu mà mặc áo lễ thì cũng đều mặc áo cỏm bên trong, sau đó thì mới mặc áo lễ ra bên ngoài. Áo lễ này nó là cái áo, ngày xưa là áo chui đầu đấy, nhưng mà bây giờ thì cách tân hơn là sẽ mở khuy ở phía bên cạnh này, sau đó đóng lại thì nó cũng nhìn hình dáng bên ngoài thì nó cũng giống như áo thụng của ngày xưa, nó sẽ dài xuống đến tận chấm mắt cá chân. Đây là áo dài lễ. Thế còn đây là áo dài lễ nhưng mà là của bộ của bà Then. Đây là mũ của bà Then này. Còn đây là cái đai, chỉ thêm hai cái này thôi. Thế còn ngoài ra thì áo lễ với áo cỏm thì giống hệt như cái áo vừa rồi. Đây là đai. Đai của phụ nữ thì có rất nhiều màu, một số nơi thì dùng cả màu tím. Nhưng mà mình ở đây đang hiện tại đang có màu xanh lá cây. Và cái đầu của nó thì là bằng màu hồng như thế này. Đây là đai để dệt. Còn váy thì giống như vừa rồi mình giới thiệu ấy, có nhiều loại. Váy này thì là cạp của nó là bằng vải trắng, vải dệt màu trắng. Còn cái vải váy này ấy, thì người Thái gọi là vải tà đen, thì nó có cái độ thô và dày, chứ nó không nhẹ giống như là vải lụa hay là vải phi bóng hay là sa tanh. Thế còn bên này thì có thêm cả những cái áo đầu, à, cái váy đầu xanh này thì có cả lụa này, có cả nhung này. Đấy, và sa tanh nữa. Có nhiều sự lựa chọn cho các bạn nữ. Đấy, váy thì rất là nhiều loại và nhiều. Nhưng mà mình thì chỉ may theo kiểu truyền thống thôi, mình không may, một là không xẻ này. Thứ hai nữa là mình không làm khóa, làm khuy, mà làm may tròn như ngày xưa ấy, để gập vào xong là buộc đai. Thế còn đây là một cái phụ kiện mà không thể thiếu đối với phụ nữ người Thái, đó chính là khăn piêu. Nếu mà giới trẻ ngày nay thì không đội khăn piêu nữa thì cũng là một cái món đồ để khoác vai hay là để làm kỷ niệm rất là đẹp. Đó, còn cái khăn piêu này thì thực sự mà nói thì mình không muốn bán, bởi vì đây là mình đã rất là tâm huyết, mình sưu tầm phải 10 năm rồi mới được bằng này khăn piêu, hơn 30 cái, cực kỳ đẹp, từ nhiều vùng miền khác nhau. Ví dụ như là khăn piêu này, đây là một cái khăn piêu mà một loại mà kết hợp giữa khăn piêu piêu tát cộng với lại piêu sau. Nghĩa là đây là một cái sự kết hợp. Piêu tát thì hiện nay thì ở bên Sơn La và bên Điện Biên thì dùng thêu piêu tát thì rất là nhiều. Còn piêu sau thì là nó là những cái cột như này, làm thành những cái đường như này, là theo kiểu cổ của ngày xưa. Nhưng mà đây đã là khăn piêu kiểu kết hợp cả hai kiểu với nhau rồi. Đấy, thì mình có tầm khoảng chục cái khăn kết hợp như này. Ở bên trong của nó là piêu tát hình nhỏ nhỏ. Ở ngoài của nó là cũng vẫn là, phía bên ngoài của nó vẫn là piêu sau. Đấy, sự kết hợp. Cái miếng piêu tát của nó không phải là toàn bộ cái phần góc piêu đâu, mà nó chỉ phần góc nhỏ thôi. Thế còn đây là cái khăn piêu mà thêu theo phong cách của hình lá cây, hình cây, hình cây dương xỉ. Đấy, rất là đẹp. Mình không sưu tầm các loại piêu tát, bởi vì piêu tát này
rất là phổ biến. Đây là piêu hình cây, piêu sau hình cây, rất là đẹp luôn. Hình cây này. Đấy, và tiếp theo là cái khăn piêu ở vùng Than Uyên, Tân Uyên của nhà mình. Đấy, cái này cũng là theo kiểu phong cách hình cây, nhưng mà hoàn toàn là piêu sau và hình cây. Đấy, và ở Than Uyên, Tân Uyên thì có một cái phong cách thêu khăn piêu khá là rực rỡ, nghĩa là mọi người ưa chuộng những cái màu tươi, ví dụ như màu hồng này, màu xanh này, màu vàng, màu đỏ. Đấy, ưa chuộng những cái màu tươi như này và thêu rất là nhiều hình khác nhau. Đấy, hình cây, ví dụ đây là hình hoa màu gà, hình xương cá. Đấy, tiếng Thái thì gọi là cảng pà này, bó hòn cấy này chẳng hạn như thế. Đấy là những cái khăn piêu theo phong cách quê nhà của mình. Đây, ví dụ như ở đây thì hoàn toàn là hình cây hoa màu gà. Đấy, thì gọi là piêu bó hòn cấy. Đây cũng thế, piêu bó hòn cấy, cánh hoài tắc tèn. Đây là những khăn piêu của mẹ và dì mình, và có thêm của hàng xóm ở bản Ná Hoi, Ná Ban nữa. Đấy, bán cho mình với một cái giá cũng khá khá, bởi vì là cái piêu này họ chỉ thêu từ ngày xưa để lại thôi. Còn đây là những cái khăn piêu mà thêu bằng chỉ tơ tằm, và cũng người ta cũng thêu từ cách đây rất là lâu rồi. Đấy, mọi người, mình đăng lên Facebook ấy, thấy nhiều người thích, nói là có bán không, thì mình trả lời là mình không bán. Thế nhưng mà bây giờ vợ mình bảo là bán đi, sao mà không bán. Nhưng thật ra là mình không muốn bán lắm, vì sưu tầm mãi hơn chục năm mới được mấy khăn piêu này. Nhưng mà nếu mà bạn nào thực sự thích thì cũng có thể nhắn tin cho shop. Đây là toàn bằng chỉ tơ tằm, thêu rất là đẹp, chi tiết. Còn đây là một loại cũng bằng chỉ tơ tằm, nhưng mà đây là có hình cây là chủ yếu. Cả hai góc này đều là hình cây. Đó. Đây. Này, cái này tươi hơn một chút. Rất là đẹp. Hoàn toàn bằng chỉ tơ tằm và thêu từ ngày xưa rồi. Đây, những cái khăn này nó có màu trầm hơn một chút, nghĩa là có màu tím và hồng kết hợp với nhau. Thế còn đây là cuối cùng này, là piêu tát, thì mình chỉ đúng duy nhất có một cái, là của một người bạn ở bên Sơn La gửi tặng cho mình, thì mình giữ cái này. Piêu tát này thì thật ra là nó cũng rất đẹp và rực rỡ, và chủ yếu là bây giờ ấy, mọi người thường khi nói đến khăn piêu thì mọi người sẽ nghĩ đến cái piêu tát này, bởi vì nó rất là nổi tiếng rồi, của vùng Sơn La, dùng màu rất là đẹp sặc sỡ. Còn cái cũng là piêu tát nhưng mà của vùng Yên Châu thì nó sẽ trầm hơn một chút. Thế còn đây là cũng là piêu tát này, kết hợp piêu sau và theo phong cách của Điện Biên. Thế thì ở cái khăn piêu này mình dừng lại, mình giới thiệu với mọi người lâu hơn một chút, kỹ hơn một chút, vì nó thật sự là nó là một cái biểu tượng văn hóa của người Thái. Khăn piêu này nếu mà nói ra thì nó cực kỳ là dài dòng mà không hết luôn. Mình cực kỳ tâm huyết với hoa văn ở trên khăn piêu. Thế còn quay lại với quần áo của shop áo tràm Hà Trung, thì mong mọi người sẽ ủng hộ Hà Trung. Mình thiết kế và may những cái quần áo Thái, nam, nữ, cả áo ngắn và áo dài theo kiểu truyền thống, và có một số kiểu cách tân. Thế thì bạn nào thích kiểu nào thì có thể nhắn tin cho mình để mình tư vấn, có thể là thiết kế thêm hoặc là bớt. Nhưng mà theo mình thì mình sẽ chỉ tư vấn và thiết kế hoàn toàn một cách hợp lý thôi. Còn nếu mà làm nó quá, ví dụ như là cắt cả cái khăn piêu tát vào áo, thì mình sẽ không làm. Đó, bán hàng thì thật ra là chiều khách hàng thật,
và mong muốn là bán được nhiều hàng. Nhưng mà tuy nhiên với Hà Trung thì cái việc bán hàng áo chàm này không phải là chỉ riêng để kiếm tiền, mà mình còn mang một cái tâm huyết với văn hóa truyền thống nữa. Thế cho nên là những cái áo chàm theo kiểu truyền thống là mình mê lắm. Từ ngày xưa mình đã mong muốn có thể tự tạo ra những chiếc áo chàm rồi. Thì bây giờ thì có cơ hội thì mình mong muốn chia sẻ những cái điều tốt đẹp này với mọi người. Ai mà cần yêu thích áo chàm thì liên hệ với Hà Trung theo số điện thoại là 0974384991, đấy là điện thoại của mình, hoặc là theo số điện thoại của vợ mình là 0346624149. Địa chỉ của nhà mình là ở Cam Đường, thành phố Lào Cai. Thế và rất là mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ và góp ý cho mình. Thật ra thì những cái thiết kế ban đầu có thể là nó chưa được đẹp và vừa vặn lắm, thì mong mọi người sẽ cùng góp ý để dần dần mình sẽ có những cái bộ thiết kế nó đẹp hơn. Và đặc biệt là sẽ giữ gìn được những cái bản sắc của dân tộc Thái, Thái Tây Bắc nha mọi người nha. Đấy, và chủ yếu chỉ có hai nhóm thôi là Thái đen và Thái trắng. Xin chào mọi người, mong mọi người sẽ ủng hộ cho shop áo chàm Hà Trung nha. Xin chào, chúc mọi người vui vẻ. Xin cảm ơn.